Cũng trong sáng nay, đoàn Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đến thăm các đơn vị gia đình người có công nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đến thăm Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng, Bệnh viện Quân y 17, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh ghi nhận và bày tỏ sự biết ơn đối với người lao động, tập thể các đơn vị đã nỗ lực cùng ngành y tế ngày đêm đóng góp vào công tác phòng chống dịch của thành phố trong suốt 2 năm qua. Mong muốn trong thời gian tới, với sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, các đơn vị sẽ có nhiều đóng góp hơn để thành phố ngày càng phát triển. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố cũng chúc các đơn vị năm mới nhiều sức khỏe, thắng lợi. Đến thăm sư đoàn 372 không quân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh đánh giá cao sự nỗ lực của sư đoàn trong thời gian qua, mong muốn thời gian tới sư đoàn tiếp tục giành nhiều chiến công hơn nữa, đóng góp vào việc bảo vệ an ninh chủ quyền của thành phố Đà Nẵng. Đến thăm hai bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Gạo 95 tuổi và Trần Thị Thu 99 tuổi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh đã ân cần hỏi thăm sức khỏe của hai mẹ và khẳng định thành phố luôn quan tâm đến chế độ chính sách của người có công. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố cũng chúc hai mẹ và gia đình năm mới nhiều sức khỏe và bình an.